Hello tất cả các bạn, hôm nay Quốc Võ đang trên đường đi tới chùa Đài Loan, là một cái ngôi chùa lớn nhất, một trong những ngôi chùa lớn nhất của Nam California. Thì khi mà nói tới chùa Đài Loan thì những người nào mà sống tại Cali thì đều biết, nhưng mà những người ở xa đó thì đôi khi chưa bao giờ đi á. Cho nên hôm nay Quốc Võ là mùng 2 Tết cùng với lại các anh em đến chùa Đài Loan để thứ nhất là thắp nén hương, chúc cho tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Sau đó thì cũng quay một vài những cái phong cảnh của chùa cho mọi người ở gần xa được biết, đặc biệt là quý vị nào mà ở Việt Nam thì đôi khi cũng có cái dịp để mà chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của chùa đó. Thì bây giờ là đang trên núi cho nên là dốc đèo đó, quay qua ngoài cho bạn coi nè, trên núi nè, thấy không? Ở trong chùa này nghe nói cũng có nhiều sự tích cũng hay lắm, cho nên là chút nữa cái gì Quốc Võ sẽ quay cho các bạn để mình tìm mấy cái ông sư mà trong chùa đó, thầy á, mình hỏi thì coi là có những cái sự tích mà hay hay kể cho mọi người nghe. Hello tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ có mặt tại chùa Đài Loan. Ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều xe cảnh sát ở đây để giữ trật tự đó, thì Phật tử ở đây cũng rất đông, đặc biệt là người Việt Nam rồi người châu Á, đa số là người châu Á, chứ còn người Mỹ thì hầu như là không thấy luôn á. Họ đến viếng chùa vào những ngày đầu năm rất đông, và tất cả mọi người phải make appointment, tức là phải lấy cái hẹn từ trước và check online để cái giờ nào là hợp lý để mình vào, thì chúng họ cho mình vào chỉ có một tiếng đồng hồ thôi để mình đi tham quan hết toàn cảnh cảnh chùa, rồi sau đó mình đi về thì những nhóm khác họ mới lên. Hôm nay thì được may mắn là đậu xe tại phía trên chùa luôn, cho nên là cũng đỡ đi bộ, chứ mấy năm trước là chúng ta phải đậu xe rất là xa, phải đi bộ xa đó. Thì ở chùa này đặc biệt một điều rằng là bên phía của sheriff, tức là cảnh sát của quận đó, họ đến đây để họ giữ gìn an ninh trật tự và họ điều khiển cái giao thông từ phía dưới chân núi lên tới đây luôn. Đây là một cái chùa rất lớn và gọi là chùa Đài Loan đó. Thì người Việt Nam chúng ta ở Cali thì ai cũng biết hết, nhưng mà ở tiểu bang khác họ tới đó vào những ngày đầu xuân thì họ thường là đến viếng chùa này. Đây là chùa Đài Loan nha các bạn nha, cho nên là cái phong cảnh và những cái thiết kế, những cái trang trí là cũng giống như người Tàu đó, chùa Đài Loan đó. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng theo chân Quốc Võ vào bên trong này, mình chúng ta thấy được quang cảnh của toàn chùa. Chút xíu nữa Quốc Võ sẽ review bên trong chùa luôn ha, bên trong chùa cho mọi người thấy. Đây là một chùa rất là đẹp các bạn. Happy New Year. Happy New Year. Hi. Yeah. Đó, đẹp lắm. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, che lại không thấy nữa, bây giờ thấy đẹp quá. Nhưng mà chị là người Việt hay là người Hoa mà nói tiếng Việt được hay 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 vậy ta? Tại bên tay dây tự. Cần mấy người là biết hai tiếng luôn. Wow. Nếu mà ở người Việt Nam thì nói có 1 tiếng thôi. Ở đây mình nói 13-4 tiếng để giúp chùa mà. Tôi kể cho mình mua cái gì giúp chùa đi ha. Đúng rồi. Làm phước không phải giúp chùa mà giúp gây quỹ cho trường học. Cho trường học. À, cho trường học. Chinese school. Dạ, mấy em này. Dạ, chứ hả? Kim. Bây giờ con thích cái gì nè, cho chú mua cho con một cái nè. Yeah. Thích gì con nói đi. This one. Yeah. Ấm đi. Okay, kể cho con nghe. Okay, this one. Yep. Okay, nè, đây chút thôi. This one. Nó thích cái đó. Wow, cái này không bán, cái này bán không? Bán 100 cái. Rồi, bán 100 luôn, cầm. Cầm. Ê, chưa đừng có cầm gì đó, bà bẻ đó. Bẻ, okay, đây. Lấy cái hộp. Hay là cái này đẹp hơn nè, con. Cái này đẹp hơn nè. Đây, this one. Đẹp hơn. Ờ, yeah, mua tay luôn. Rồi, hạ đi con. Rồi, chú mua tặng con nghe. Ok, rồi chú đỡ qua tiền nhà rồi. Khỏi bị cho cầm luôn vậy. Cầm luôn. Cầm luôn, qua lá này thôi. Thank you. Cái này là mít trong năm này. Không, đừng lấy cho con. Trước nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, chúc mừng năm mới ha. Chúc sức khỏe dồi dào. Và cái này bán nhiêu cái luôn con? Cái này rất đây. Đi tặng luôn hả? Rồi, cảm ơn. Cái này được tặng luôn các bạn.
Kính thưa tất cả quý vị, Quốc Võ nói thêm một xíu về cái chùa Đài Loan gọi là Sea Life Temple đó. Thì cái trụ sở chính đó, là khu vực là thuộc về Bắc Mỹ của Fogan San, được xây dựng để phục vụ như là một cái trung tâm văn hóa tâm linh cho những ai mà muốn tìm hiểu thêm về Phật giáo và cái nền văn hóa của Trung Quốc. Đó là cái ý định của người sáng lập, vị hòa thượng gọi là Sinh Jun, nhằm hoằng dương Phật giáo nhân văn và tạo ra một cái cõi tịnh độ ở trên trái đất. Đó. Thì cái đền là Sea Life được xây dựng để thực hiện những cái mục tiêu này tại Mỹ. Nó nằm ở một cái khu gọi là Hacienda Heights thuộc quận Los Angeles. Chùa Sea Life là một trong những cái ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Bắc Mỹ. Hệ tư tưởng nền tảng của ngôi chùa là Phật giáo nhân văn, nhằm mục đích truyền bá giáo lý Phật giáo thông qua giáo dục để tiếp cận cái văn hóa, dịch vụ cộng đồng và thực hành tâm linh. Theo đuổi cái mục tiêu này đó, thì chùa Sea Life này để tổ chức nhiều cái sự kiện trong nước và quốc tế, bao gồm cả những cái lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc. Trong suốt 2 tuần lễ đón trung bình là 20.000 du khách mỗi ngày. Đền Sea Life có diện tích là 15 mẫu Anh và diện tích sàn hơn là 100.000 bộ vuông. Kiến trúc và khu vườn là và những cái tượng thờ của ngôi đền trung thành với phong cách truyền thống của các tu viện Trung Quốc từ triều đại nhà Minh vào năm 1260 cho đến 1644, và nhà Thanh là 1644 cho tới 1911. Việc lập kế hoạch và xây dựng kéo dài tới 10 năm được và được hoàn thành vào năm 1988. Sea Life có nghĩa rằng là đến phương Tây và biểu thị sự cống hiến của dòng Phật giáo Fogan San để truyền bá giáo lý của Đức Phật cho những cái người ở phương Tây. Hiệp hội Tiến bộ Phật giáo Quốc tế là một cái tổ chức phi lợi nhuận, là tên điều lệ của ngôi chùa này. Đó, đó là chúng ta tổng hợp sơ qua những cái vấn đề về lịch sử của cái ngôi chùa gọi là Sea Life Temple. Ha. Thank you.
Hello cả nhà, đó các bạn thấy rõ ràng là vừa qua rồi các quốc võ cũng review một số những cái quang cảnh tại chùa Đài Loan. Và bây giờ là càng ngày khách thập phương tới càng đông, rất là nhiều du khách ở đây cũng đến. Có lẽ là không chỉ là người ở tại California đâu mà cũng là rất là nhiều quý khách ở phương xa đến nữa. Đó, và hầu như là người Việt rất đông các bạn. Chúng ta thấy rằng là nhìn xung quanh là chúng ta thấy người Việt cũng đông lắm. Có tiếng nhạc du dương, tiếng nhạc du dương mà của người Đài Loan á. Đó, nhạc có vẻ là giống như là nhạc thiền á, nghe rất là lạ tai. Khí hậu hôm nay rất là mát mẻ luôn các bạn, rất là mát mẻ, tuyệt vời. Rồi thì nhân cái dịp đầu năm, Quốc Võ cũng xin mến chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn cuộc sống nha, đặc biệt là sức khỏe dồi dào đó, mọi điều rất là bình an. Hello, how are you? Hi. Happy New Year. I want to ask something about the Buddha. Yeah. This is a very touching story. Oh, very touching story. Touching. Yeah. This one. Yeah. Sacrificed himself for the cultivate, for the practitioner. Because there was a drought in the forest. Oh, okay. Cách đây rất lâu, có một người tu khổ hạnh đang tu luyện trong rừng. Vì sự siêng năng của ông ấy, một con thỏ nhỏ trong rừng đã đến hỗ trợ cho anh ấy. Sau một vài năm thì khu rừng nơi người tu khổ hạnh này đang sống gặp phải một cái trận hạn hán. Tất cả các loại cây trái trước mắt đều chết dần và không có thức ăn. Một ngày nọ, con thỏ nhận thấy người tu khổ hạnh này không còn gì để ăn cả. Vì vậy, con thỏ nhỏ đã tự ném mình vào trong lửa để dâng thịt của chính mình cho người tu khổ hạnh này. Khi nhìn thấy cái điều này thì nhà tu hành đã vô cùng ngạc nhiên và rất là cảm động một cách sâu sắc. Ông ấy tự nghĩ rằng là con thỏ nhỏ này đã ủng hộ mình và bảo vệ cái việc mà luyện tập của mình. Ông ấy tức là con thỏ này đã tự lao mình vào lửa vì mình. Cái tinh thần vô ngã như là một vị Bồ Tát đã hy sinh quên mình vì mọi người, sống không chút ngại ngần. Con thỏ đã hiến dâng cuộc sống cho người tu khổ hạnh này là một trong những cái kiếp trước của Đức Phật, gọi là Sakya Muni. Câu chuyện rất là cảm động phải các bạn. Thì đây là ngày mùng 2, mình lên chùa mình lễ Phật rồi mình quay một số những cái quang cảnh ở chùa cho mọi người xem. Quý vị nào mà ở xa đó thì quý vị sẽ ít có cái cơ hội để đến cái chùa này. Những người ở Cali, đặc biệt là Nam Cali thì mới có cơ hội nhiều hơn. Và ở chùa này các bạn biết rằng là rất là lớn, ở trên núi á. Và họ làm cái phong cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây họ cho phép là mình lên trên chùa đó theo cái lịch định sẵn. Tức là mình phải vô online, mình xem cái lịch có cái giờ nào thì nó còn có thể là available để cho mình có thể xem được á. Và họ chỉ cho mình một tiếng đồng hồ trên chùa thôi, bởi vì có rất là nhiều người họ lên viếng chùa cho nên sợ bị kẹt xe rồi đông quá đó. Và họ kỹ lắm, họ bắt buộc mình là phải nước khử trùng rồi đeo khẩu trang rồi đứng cách đi nhau, nói chung là nhiều thứ lắm các bạn. Đó thì đây là một trong những cái chánh điện lớn ở chùa, các bạn thấy không? Vâng, kính thưa các bạn, thì nói chung họ cũng đã trải qua một tiếng đồng hồ để khám phá ngôi chùa rất là lớn này tại Nam California và được thầy ở trong này đó là giải thích một số những câu chuyện cổ tích và rất là thú vị. Nó giống như câu chuyện thần thoại vậy đó, nhưng mà thật sự là đó là những câu chuyện mà chúng ta đã học hỏi trong cuộc sống hàng ngày.
gieo nhân nào thì gặp cái quả đấy các bạn. Các bạn cho nên là chúng ta còn phải sống tốt hơn như vậy này. Chia sẻ những cái niềm vui cho rất nhiều người nhiều hơn. Và hôm nay mình cũng review một số sản phẩm cho các bạn coi ở chùa Đài Loan. Nhân dịp xuân về đó thì cũng có chúc cho tất cả mọi người thân bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng nha. Rồi xin chào tạm biệt quý vị, I love you cả nhà mình ha.